said B. Qua được người dự định tấn công vào rổ nhưng không khá là nhiều. Khi mà
Sacha đang dẫn đầu đội tuyển Thái Lan với 13 điểm. Một pha bị tắc trong việc triển khai tấn công. Rất to. Cú đồng xúc. 3 điểm tính cho Úc. Xin lỗi là 14 điểm. Chuyển vào trong, Clay Castro. Dí dổ thôi và 28 rồi. 30 giây. Liệu đội tuyển Philippines họ có thể kết thúc hiệp thi đấu với điểm với đi qua đẹp bàn. Mai họ thành công. Stefani tỏa sáng. Takan đang là người cầm bóng. Sẽ đánh pick and roll. Nhà bóng ra cho Busimbom. Vẫn là nhà bóng ra Jan Takan. Có 3 điểm. Nó không đi đến rổ.